Mathematical! Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Work Cartoon. Rõ ràng trong The Killer Show, nếu Mordecai là đứa sim chúa thứ hai thì không ai thứ nhất. Ngoài bản tính ấy ra thì cơ bản, cậu bạn này được lòng đa số khán giả yêu quý vì là người điềm đạm, hiểu biết, không hậu động, tính cách cũng không bốc đồng và bộp chộp như Rigby, người được coi là quả tạ lớn nhất của nhóm các nhân viên công viên. Nếu ai là fan của Mordecai thì tớ nghĩ các cậu nên dừng xem video này, vì trong video hôm nay tớ sẽ phân tích toàn bộ một góc nhìn khác về Mordecai. Cậu ta chẳng hề tốt đẹp như mọi người đánh giá đâu. Không chần chừ nữa, hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Let's go. Lưu ý, video là toàn bộ ý kiến của cá nhân tớ về một góc nhìn mới về nhân vật này. Nếu các cậu có ý kiến khác thì cũng hãy comment xuống phía dưới để chúng tớ cùng biết nhé. Nếu như ai xem hết các mùa của Regular Show từ season 1 đến season 8 thì chắc chắn sẽ hiểu được quá trình phát triển tính cách hai nhân vật chính là rất khác nhau. Sau video này, chúng ta cũng sẽ biết tại sao JG Quintel lại sắp xếp Mordecai và Rigby cạnh nhau đều là có lý do cả. Ở các mùa đầu tiên, người xem cơ bản khá là khó chịu với những trò con bò mà Rigby gây ra cho Mordecai, như việc xếp ghế cho bữa tiệc sinh nhật này. Thay vì cảm thấy lao động là vinh quang, thì Rigby đã khiến cho một con quái vật khủng bố toàn bộ công viên, mặc cho bạn mình có ngăn cản, chứng minh trong tập Just Set Up The Chairs. Hay là khi Rigby làm bẩn chiếc xe limousine White Stallion đắt tiền của ông Mellert trong khi ăn thịt viên vào bữa trưa. Mordecai đã giúp Rigby đến gặp tài xế lái xe limo cũ của ông Mellert, cố gắng giành được một chiếc xe limo mới trong trận derby phá hủy xe limo cũ. Còn khá khá những lần mà Rigby gây rắc rối, nhưng cả hai đều cố gắng thu xếp được. Nhưng điều đó không có nghĩa Rigby vô dụng, cậu đã đưa lời khuyên cho Mordecai về cách chinh phục những người con gái cậu ta thích. Như trong tập Yes, Do Yes, Bad Kiss, Blonde Three Girls. Ấy vậy mà từ mùa 3 trở đi, tớ mới quan sát được bản thân Mordecai đôi khi hành động khá giả tạo, ích kỷ với người bạn thân của mình. Tại sao tớ lại nói như vậy? Đỉnh điểm của sự quá đà, đáng trách ở con người Mordecai diễn ra trong tập phim Live With Your Back, tập 19 season 6. Lúc này, Mordecai chính thức cùng với CJ trở thành một cặp gà bông đẹp. Nhưng quan sát thấy, cậu bạn này dường như đã quên mất người bạn thân, dành mọi sự quan tâm và chú ý cho bạn gái của mình. Nghe đến đây thì chắc là ối bạn nhột, vì có rất nhiều người, có người yêu cái là bạn thân chẳng coi ra gì, chẳng anh em cây khế gì luôn. Mordecai luôn viện cớ có hẹn với CJ để dừa việc tại công viên cho Rigby. Tuy vậy, Rigby cũng chẳng ý kiến ý cò gì mà làm luôn hết phần việc cho cậu ta. Đáp lại luôn là câu trả lời, chắc chắn rồi anh bạn, cứ yên tâm nhé. Sau nhiều lần làm hộ như vậy cho Mordecai, cậu cũng chẳng đòi hỏi gì, vì Rigby biết điều đó là giúp được cho bạn thân của mình. Tuy nhiên, có vẻ như Mordecai không biết điều đó. Ở buổi họp mặt các thành viên công viên, Benson đã khen Mordecai vì biết làm mọi thứ và bảo với Mordecai thay bóng đèn giúp Rigby. Rigby nói lại rằng vấn đề này không cần Mordecai làm hộ. Mọi người chế nhạo Rigby và tỏ ra coi thường kỹ năng của cậu, rằng cậu ta thường khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đương nhiên, Mordecai cũng chỉ đứng đó và cười vào mặt cậu. Điều này đã khiến cho Rigby buồn lắm. Cảm thấy bị phản bội, Rigby bỏ việc, tuyên bố rằng cậu ta có thể kiếm được tiền ở bất cứ đâu. Khi đến trung tâm môi giới việc làm, vì Rigby không có bằng cấp nên chỉ có một công việc dành cho cậu ta là bốc dỡ hàng hóa. Toàn bộ công việc này chỉ xoay quanh việc nâng những kiện hàng nặng và phải dùng cơ lưng hết sức mới có thể làm được. Rigby vẫn cố gắng rất nhiều để hoàn thiện công việc trong ngày đầu đi làm đó. Vào buổi tối, Rigby về phòng của mình và cho Mordecai thấy những vết sưng ở trên lưng, chứng tỏ cậu ấy đã làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, Mordecai lại chẳng hề quan tâm mà lại tiếp tục nhờ Rigby làm công việc tại công viên vì bữa này là tới sinh nhật của CJ. Rigby tức giận nói không, vì Mordecai đã có tất cả những gì Rigby không có, đó là giường, bằng tốt nghiệp và cả bạn gái. Cay đắng rằng Mordecai chỉ lợi dụng cậu ta, đến cả lời cảm ơn cũng không bao giờ nhận được. Điều này cũng không khiến cho Mordecai cảm thấy tội lỗi với cậu bạn của mình. Sau đó, Benson và Skip đến nói với Rigby rằng cậu ta phải rời đi vì không làm việc ở công viên nữa rồi. Rigby không quan tâm và khoe khoang rằng mình sẽ ở trong một khách sạn 5 sao có hồ bơi. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo cho thấy cậu đang ngủ trong xe tải của công ty, đậu bên ngoài một khách sạn 5 sao. Các cậu thấy sao? Có thể nhiều người sẽ nghĩ Rigby là đứa bạn ấu trĩ, thích thể hiện. Nhưng mà đã ai đặt vị trí bản thân mình vào hoàn cảnh của cậu ta hay chưa? Nếu mà ai chưa thì để tớ nhắc lại nhé. Những lời nói của Rigby trong lúc tức giận xả ra với Mordecai đều là thật. Từ bé đến lớn, cậu bị gia đình, bạn bè coi thường. Người cậu yêu quý nhất chính là Mordecai, anh bạn từ thuở thơ ấu. Trong Regular Show Movie, Rigby đã nói dối về việc rằng Mordecai không vào được đại học vì không muốn xa người bạn thân duy nhất của mình, vì muốn sau khi học xong trung học phổ thông, cả hai vẫn có thể đi chơi thân, hơn hết họ có thể duy trì được tình bạn. Cuối cùng thì Mordecai cũng vẫn đi học ở một trường cao đẳng khác, khi đó Rigby cũng vậy. Nhưng cậu đã làm một điều mà tôi nghĩ chắc chẳng ai có thể dám làm lại, đó là nói dối với Mordecai rằng cậu ta không phải học đại học nữa. Rigby ở lại ký túc xá của Mordecai vì cậu ta không muốn đến trường đại học mà không có bạn thân sát sườn là Mordecai. Đơn giản thôi, đối với Rigby thì Mordecai là người bạn duy nhất.
Nhưng những gì cậu nhận lại được là gì? Vẫn là sự coi thường của bạn bè, trong đó có Mordecai. Mặc dù cậu ta không nói ra, nhưng qua hành động trên, các cậu cũng đủ hiểu đúng không nào? Sau 5 ngày sống ở phía sau xe tải của công ty và thực hiện những công việc nặng nhọc so với mức của cậu, cuối cùng thì ngày nhận lương đã đến. Cậu rất vui vẻ vì bản thân đã làm được điều tưởng chừng như không thể. Trước khi nhận được tiền lương, các nhân viên mới phải tự mình dọn sạch toàn bộ xe tải để được nhận món tiền thù lao của họ. Cố tình làm khó cho Rigby, Manny gặp phong bì lương của Rigby, phóng thẳng ra phía sau xe tải một cách tàn nhẫn. Lúc này, Eileen dẫn Mordecai đến và cậu ta ngỏ ý muốn giúp Rigby. Đương nhiên, Rigby từ chối vì vẫn cảm thấy bị phản bội, rồi kể về những lần mà Rigby đã từng giúp đỡ Mordecai như thế nào mà chẳng bao giờ nhận lại được một lời cảm ơn. Mordecai giải thích rằng cậu ấy không bao giờ thực sự yêu cầu Rigby làm những điều đó, nhưng Rigby nói rằng cậu ấy đã làm vì Mordecai là bạn thân của cậu. I helped because you're my friend. Rigby điên cuồng bắt đầu nâng những chiếc hộp nặng ra khỏi xe tải. Cậu ta bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Eileen, Rigby đã phát triển thêm một múi trên lưng và cuối cùng cũng mang được hai chiếc hộp nặng nhất ra khỏi xe. Sau khi thành công, Rigby từ bỏ công việc mới để quay lại công viên. Mordecai và Eileen chúc mừng Rigby và Mordecai nhận ra rằng anh đã coi mọi việc Rigby làm là điều hiển nhiên. Cậu ta xin lỗi Rigby và cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ mình trong một khoảng thời gian dài. Rigby chấp nhận nó và tập phim kết thúc ở đây. Các cậu thấy sao? Một con người luôn coi trọng bạn bè, sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của bạn chính là điểm mạnh của Rigby mà không phải ai cũng nhận ra. Chúng ta để ý, trình tính cách bộc trực của cậu ấy, mặc dù không thông minh, nhưng ta vẫn có thể nhận ra rằng cậu tốt với bạn mình như thế nào. Còn Mordecai trong tập phim trên quả thực là đáng trách. Khi viết về vấn đề Mordecai chưa hẳn là một người bạn tốt, tôi cũng nghĩ sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Nhưng đây chắc chắn là một góc nhìn mới mẻ để các cậu biết rằng không ai là hoàn hảo cả và chúng ta cũng sẽ mắc sai lầm, kể cả là Rigby hay là Mordecai. Tóm lại, tình bạn của cả hai người sau khi xem hết bộ phim vẫn luôn là điểm sáng để khán giả có thể nhớ tới chương trình thường nhật. Còn các cậu nghĩ sao về một góc khuất trong tính cách của Mordecai thì comment cho chúng tôi biết nhé. Nhớ like, share và subscribe to Way2Weird Cartoon để đón xem thêm những video thú vị hơn nữa nha. Còn bây giờ thì Way2Weird out.